Huấn luyện viên Bezion nhấn mạnh rằng việc đánh giá tiêu cực về huấn luyện viên hoàn toàn không hợp lý do kết quả không tốt của một trận đấu. Ông cho rằng, nếu đội tuyển chỉ gặp đối thủ yếu và thắng, huấn luyện viên sẽ nhận được những phản hồi tích cực, nhưng điều này không đóng góp đáng kể cho chuẩn bị cho các giải đấu lớn. Huấn luyện viên Bezion tiếp tục chỉ ra rằng, việc đối mặt với các đội bóng mạnh như Hàn Quốc giúp đội tuyển Việt Nam học hỏi và nâng cao kinh nghiệm. Huấn luyện viên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của trận đấu giao hữu chất lượng và cho rằng VFF cần tạo điều kiện để đội tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội tham gia các trận đấu như vậy trong tương lai. Huấn luyện viên Bezion đã tiến vào phân tích chi tiết về trận đấu giữa Việt Nam và Hàn Quốc vào tối ngày 17 tháng 10. Ông chỉ ra rằng đội tuyển Việt Nam đã bộc lộ những thiếu sót về chiến thuật và tâm lý, và nhấn mạnh tầm quan trọng của tự tin và dũng khí trong việc đối mặt với các đội bóng mạnh. Huấn luyện viên Bezion đề cập đến sơ đồ chiến thuật 3-4-3 mà đội tuyển Việt Nam thường sử dụng, nhưng cũng chỉ ra rằng trong trận đấu giao hữu với Hàn Quốc, họ đã chuyển sang sơ đồ 5-4-1 khi phòng ngự. Ông nhận xét rằng điều này lý thuyết có thể tạo ra cơ hội cho cả phòng ngự và tấn công, nhưng trong thực tế, đội tuyển Việt Nam đã gặp khó khăn trong việc thực hiện phòng ngự hiệu quả. Các cầu thủ Hàn Quốc đã tạo ra nhiều cơ hội và ghi nhiều bàn thắng trong trận đấu. Huấn luyện viên Bezion nhấn mạnh rằng việc đánh giá tiêu cực về huấn luyện viên hoàn toàn không hợp lý do kết quả không tốt của một trận đấu. Ông cho rằng, nếu đội tuyển chỉ gặp đối thủ yếu và thắng, huấn luyện viên sẽ nhận được những phản hồi tích cực, nhưng điều này không đóng góp đáng kể cho chuẩn bị cho các giải đấu lớn. Huấn luyện viên Bezion tiếp tục chỉ ra rằng, việc đối mặt với các đội bóng mạnh như Hàn Quốc giúp đội tuyển Việt Nam học hỏi và nâng cao kinh nghiệm. Huấn luyện viên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của trận đấu giao hữu chất lượng và cho rằng VFF cần tạo điều kiện để đội tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội tham gia các trận đấu như vậy trong tương lai. Huấn luyện viên Bezion đã tiến vào phân tích chi tiết về trận đấu giữa Việt Nam và Hàn Quốc vào tối ngày 17 tháng 10. Ông chỉ ra rằng đội tuyển Việt Nam đã bộc lộ những thiếu sót về chiến thuật và tâm lý, và nhấn mạnh tầm quan trọng của tự tin và dũng khí trong việc đối mặt với các đội bóng mạnh. Huấn luyện viên Bezion đề cập đến sơ đồ chiến thuật 3-4-3 mà đội tuyển Việt Nam thường sử dụng, nhưng cũng chỉ ra rằng trong trận đấu giao hữu với Hàn Quốc, họ đã chuyển sang sơ đồ 5-4-1 khi phòng ngự. Ông nhận xét rằng điều này lý thuyết có thể tạo ra cơ hội cho cả phòng ngự và tấn công, nhưng trong thực tế, đội tuyển Việt Nam đã gặp khó khăn trong việc thực hiện phòng ngự hiệu quả. Các cầu thủ Hàn Quốc đã tạo ra nhiều cơ hội và ghi nhiều bàn thắng trong trận đấu.